Rồi, hello, em xin chào anh chú bác nha. Thì hôm nay em có số máy tiếp tục giới thiệu tới anh em ha. Thì hôm nay em sẽ bán vài con máy thôi nha anh em ha. Thì mong anh em thương ủng hộ giúp em nha. Thì thôi không nói vòng vo. Thì em cũng vô giới thiệu từng chi tiết máy và từng pin như thế nào và sạc như thế nào và em giới thiệu cho anh em xem ha. Anh em đợi chút xíu em sẽ lấy cái ốc vít với lại cái khúc băng tôn để băng tôn cho anh em xem nha. Đây đây nè, đây băng tôn. Thì cái này bắn tôn thì em có con máy nè nè, nó có một tay gọi là cùi bắp á, không biết xài con máy cho nên là để chút xíu em sẽ hướng dẫn cho anh em xem nha. Thì nói con máy của em á, là bắn cái vít 5 phân không nổi, em lấy vít tắt em bắn coi anh em đợi xíu nha. Rồi nói chung là cái chương trình này khổ rồi, không có cái vít loại một tắt rồi, kiếm nãy giờ không gặp anh em tắt cái điện thoại mà em kiếm nãy giờ không gặp. Thì thôi bắn vít 5 phân thôi anh em. Chứ giờ không có dít tắt, dít tắt em có mấy con à, có 5 7 con gì à. Anh em đợi một xíu em sẽ lấy cái cục cây em để lên, và pin của em là pin Sanyo nha, bảo hành cho anh em là 3 tháng sử dụng nha. Đó, để nhiều khi anh em nào không biết xài thì cứ hỏi người ta tư vấn cho xài nha anh em. Chứ anh em cứ đổi thừa người ta này kia nọ đồ nó khó lắm anh em. Nói chung là vậy thì mình cũng không muốn nói nhiều. Người nào biết xài thì ông biết xài thì xài, còn không biết xài thì hỏi em chỉ cho lại xài. Đó, chứ đâu có gì đâu, chứ tưởng nói cứ xài không biết xài cái nói người ta này kia nọ, nói người ta nói sao được anh em. Anh em không biết xài mà không biết cái bản thân mình đang không biết xài nữa thì đi nói người ta là nói sao em cũng không hiểu luôn. Giờ lẽ nào em ngồi đó hơn thua với mấy anh không biết đó. Thì không biết xài thì người ta chỉ cho xài, ok chưa? Đó, đây là coi cổ này nè, ông nào muốn lại đây test trực tiếp cái gỗ này anh em kêu bỏ đi, cục kèn nó cực kỳ cứng luôn, bỏ đi cái gì. Thì trên xã hội này nói chung là xã hội thì có người này người kia thôi, chịu rồi. Thì bây giờ em sẽ test cho anh em coi thực tế là cái con vít coi khoan này nó như thế nào ha. Rồi thì ở đây em có hai cục pin này anh xài gần hết pin rồi, cục pin này là chưa xài nè, đó anh xài gần hết pin rồi đó. Bắt đầu tôi xài đã không xong công trình hay gì đó, cái xong cái tôi trả lại anh em đó. Thì hôm nay em sẽ có cái con máy khoan này, em sẽ giảm cho anh em nha, em giảm cho anh em 100.000 mà duy nhất có con một nha anh em, con này nè. Tại vì nhưng mà người đó mua là em không bán nha, tại vì hắn xài đâu chắc cũng bắn đâu hết gần cục pin rồi, rồi hắn nói bắn không nổi mà xài hết gần cục pin của người ta, rồi xong cái nói máy em bắn vít 5 phân không nổi, bắn cho anh em xem nè chứ đâu có gì đâu. Đây nè, vít này nè, giờ tháo lông đền ra. Rồi, bán một con duy nhất nha anh em, một con khoan duy nhất là giảm thôi nha, còn mấy con khác thì vẫn giá cũ giúp em nha, tại vì cái này em xả xui cho nên là em giảm anh em, bán lỗ nó thẳng ra bán lỗ 50.000 anh em, con khoan em lời 50.000 à, em nói thẳng là vậy á, nhờ bán được nhiều anh em ơi, bán được lần mười mấy 20 con tùy theo bữa. Rồi dầm đo dưới này để nha, 5 phân ha, rồi, chưa tới 5 phân đi, rồi tính gì đi đó, không? Chưa tới 5 phân bán. Trời ơi, cái dùng vít 5 phân nè, đây nè, khi hắn không biết xài hắn sẽ để cái chế độ vít nè, vít cấp trượt ha, bắn vô bắn cho anh em xem nè, nó bắn đâu có được đâu, nó thấy không, nó đâu có được đâu. Cái này là chế độ cấp trượt nha anh, này chế độ cấp trượt, mình muốn khoan bắn vít á thì mình sẽ chỉnh về chế độ chính giữa nha, chế độ chính giữa đó ha, mình bắn vô. Chứ mình không biết xài thì mình kêu người ta tư vấn, người ta chỉ cho mình xài. Chứ đâu mà kiểu như vậy. Đó, vô không? Đó, vô không? Đó, vô không? Bắn xay khúc gỗ 2 3 vòng luôn đó. Vô không? Không biết xài thì chỉ, người ta chỉ cho xài. Ok chưa? Cái máy của người ta mình để chế độ cấp trượt thì nó sẽ trượt. Khi mà con ốc nó sẽ trượt nha. Con ốc nó sẽ trượt. Còn mình chỉnh muốn khoan á, thì mình sẽ chỉnh về chế độ chính giữa nè. Còn mình muốn khoan tường là mình sẽ chỉnh về chế độ cuối nè. Là chế độ thứ ba nè. Là mình khoan tường nó sẽ có chế độ búa nè. Đó. Đó, nè. Nó có chế độ búa của người ta, còn mình chỉnh qua chế độ phân thường là nó không có búa nè. Đó, thấy không? Mình phải biết xài chứ. Đó, bắn này nãy đo nhiêu? 5 phân không? Ốc vít này vít 5 phân không? Còn giữ bắn vô sắt là bình thường luôn, bao luôn. Đó. Không có vít tắt, có vít tắt test vít tắt cho anh coi. Đừng nó 5 phân bắn không nổi, không biết xài nó không biết xài nha. Nè. Đó, xay khúc gỗ luôn. Đó.
Rồi cái này để tôi nhanh nè, nãy tôi chậm, tôi chậm là để dành phân, tôi nhanh bắt dít 5 phân là vừa. Đó, thấy không? Bắn dít 5 phân mà gỗ cứng cái này là vừa nè. Còn nếu mà bắn vô sắt là dư nha, bắn vô sắt là dư nha. Đó. Thấy không? Đó, thấy không? Có chế độ ngắt tự động luôn nè. Vừa tới tự động ngắt luôn nè. Gỗ nó rất là cứng nha. Thấy không? Có chế độ ngắt tự động không buông cò luôn nè, thấy không? Buông cò ra, bóp là chạy tiếp. Nó có chế độ ngắt tự động, nó bảo vệ cho cây phan mình nó an toàn chất lượng. Không bị hư nhông, không bị hư đầu. Đó. Cái phan ta đời cao không vậy, muốn gì nữa. Rồi cái phan này thường ngày là em bán 500, hôm nay em bán 400 xả xuôi nha anh em ha. Đó, còn cục pin này. Anh em mua pin này. Hai cục pin này 800. Cục pha cái phan 400 nữa là 1,2 triệu. Tặng một cục sạc bao ship luôn. Chơi chắc gì đó nè. Nhưng mà người đó mua em không bán nha. Cái người mà hôm kia mà không biết xài á, cái người mà ấy á, nó tặng thêm cục sạc nè, bao ship luôn. Hết giá luôn nè ha. Pin 400, pin Sanyo Nhật đàng hoàng, pin Gia Băng đàng hoàng. Ha, pin 4A xả 40A. 400.000, thường ngày là bán 450, lấy tiền công 50, hôm nay bỏ tiền công luôn. Đó. Đây một cục nữa, bán lần hai cục 800. Ok chưa? Một cái dít, có lộn một cái phan ba chức năng. Tặng một cục sạc. Bao ship, ok chưa? Cho qua nhanh gọn ha. Rồi, đây. 1,2 triệu nè. 1,2 triệu. 1,2 triệu bao xài luôn, em nói thiệt luôn á, bao giống dít tắt á. Anh nào mà muốn bao, muốn test qua Zalo em test cho coi, dít một tắc bắn vô khúc gỗ rồi luôn. Ha, dít một tắc. Mình bắn cái độ nặng á thì tùy theo cái khi mà mình xài. Mình xài cái chế độ nặng á thì mình sẽ tỉnh lại tôi chậm cho nó mạnh lên, đừng mình bắn cái khúc gỗ nó một tắc là được bình thường chứ không phải nó bắn không nổi. Nó đâu ngắt đâu, pin nó pin xả cao, pin Nhật nữa. Ok chưa? Mấy anh không biết xài thì hỏi người ta chỉ cho, trời ơi, khổ ghê thiệt. Đó, rồi, 1,2 triệu. Tặng một cục sạc bao ship, nhắc lại 3 lần rồi đó ha. Rồi, cho qua nha anh em, nhanh gọn lẹ đi. Đây, em có combo này à nha, không có nhiều nha anh em, không có một cái combo duy nhất nha. Nói chung combo này là bán về vốn với lỗ tiền ship. Về vốn với lỗ tiền ship với lỗ cục sạc luôn nè. Lỗ tiền ship với lỗ cục sạc luôn, chịu. Cái xui mà, rồi, không có lời, lỗ tiền ship, lỗ cục sạc luôn, chắc cũng hơn 100 á. Rồi, ở đây có một con vít nè, vít này là vít 12V, 123, bảo hành 3 tháng, máy pin sạc, bảo hành 3 tháng hết luôn. Đó, bữa nay, video này em chơi chắc với anh em, ha, đó, rồi. Thân máy 400, pin 400, tặng cục sạc luôn, 12V. Tặng cục sạc 2A, 12V, có hộp đàng hoàng luôn, sạc chuẩn cho anh em luôn. Sạc 2A, 12V, 12.6V, ha, sạc chuẩn trong đây pin là 4A nha, trong đây có 6 viên Sanyo nha. Đó, bảo hành cho anh em 3 tháng sử dụng. Đó, bây giờ bắn tôi bắn gỗ cho anh em xem luôn nha. Để ấy còn cái con này thì mình chỉ cần mình đút vô đây, mình kéo ra, gài vô ha. Nó sẽ gài ha, và điều tóc nè. Đó, nhanh chậm ha. Bảo hành cho anh em 3 tháng sử dụng nha. Máy pin sạc bảo hành hết luôn, bảo hành nguyên combo bộ luôn. Rồi. Máy này là máy bãi nha anh em, máy bãi đã qua sử dụng nha, máy bãi nó qua sử dụng nha. Đó, rồi. Test luôn. Cái con 12V thì nó không bao giờ bắn bằng con 18V nha anh em, nhưng nó bắn tone vẫn tốt nha anh em. Đó. Thấy không? Đó, ok chưa? Anh em thường thường bắn tone thì có 6 phân, 5 phân, 6 phân cái máy. Ok chưa? Đó, con này thì thuộc về anh em bắn tone. Bắn tone, bắn gỗ 5 phân ha, nó là vậy, nó là 12V, dòng 12V nha anh em, dòng 12V. Vỏ này là vỏ zin, máy zin ha. Rồi cái đầu có gơ lắc gì không? Đầu không gơ lắc gì nha anh em. Máy này là mã nó là TD122 á anh em, mã TD122. TD122 ha. Rồi. Thân máy 400, pin 400, tặng cục sạc bao ship ha. Rồi cho qua này luôn nha anh em. Pin bảo hành 3 tháng, máy bảo hành 3 tháng, pin xài sạc adapter nha, xài sạc adapter giúp em nha. Tại cục này không bao giờ nhận sạc pin được, mình phải xài sạc adapter giúp em nha. Và xài sạc adapter mình khi mình đi công trình ít khi bị lỗi nha anh em. Còn mình xài sạc pin nó nhiều khi nó bị lỗi, nhiều khi anh em xài nóng quá anh em ghim vô anh em sạc nó cũng bị lỗi ha. Còn sạc này thì cứ ghim vô là sạc, ghim vô là sạc hết, pin ghim vô là sạc thôi.
đó. Khi mà anh em đem xuống, khi mà cục pin nó đang xài, khi mà nó tải nhiều quá rồi nó nóng á đó, thì anh em để nguội xíu anh em hãy sạc nha. Rồi cái này bộ này em cho qua nha anh em, 800k bao ship ha, 800 bao ship, pin 4A Sanjo ra băng luôn đó, dòng máy vít 123 Makita luôn, hàng bãi Nhật. Rồi em cho qua nha, bộ này 800, em có hai bộ nha anh em. Nhắc lại cái nữa nha anh em, 800 vít đầu khía 122 nha anh em, cứ nói là vít đầu khía 122, bảo hành máy 3 tháng, pin 3 tháng, sạc 3 tháng, ok chưa đó. Thì khi mà cái chế độ bảo hành đó, thì anh em không được gớt nước, anh em không được bể vỡ nha, thì cái đó em mới bảo hành cho anh em được nha. Anh em thấy người ta bảo hành cái anh em về anh em giục anh em đập để đó tự anh em chịu nha đó. Còn nếu mà bình thường bị lỗi alo cho em bảo hành cho đầy đủ, không đồng bảo hành không tốt một xu nha anh em ha. Rồi cho qua luôn ha. Rồi ở đây em có một cái vít nữa nè, vít này là vít Makita, con này là máy quên rồi ta, mã máy quên rồi, mất tem nha anh em, mất tem, máy còn nguyên riêng nguyên siêu luôn nè đó. Này ai lọc tem mà có cái cục cao su trước luôn nè, cái máy này nó quan trọng cái cục cao su trước nè anh em, nó nhìn chắc không, mới còn ngon lắm, nó mới còn cục cao su vậy nè ha, nước sơn còn nguyên zin, chưa sơn vậy trơn nha. Rồi đầu đầu cứng khừ như ban mờ luôn đó. Rồi một bộ này là 900 đó, một bộ này 900, trong đây là pin Samsung 20R ha, bảo hành 3 tháng, máy pin sạc luôn, bảo hành 3 tháng luôn. Rồi bây giờ sẽ test cho anh em xem nha. Rồi thì vít 12V nó không mạnh bằng vít 18V nha anh em, chuyện đó là tất nhiên nha, nhưng mà nó vẫn xài tốt, rất là ok luôn. Nói về anh em bắn tôn bắn gỗ rồi là thoải mái luôn ha. Rồi một bộ này là 900.000, bảo hành 3 tháng, ok chưa. Bây giờ mình sẽ lấy cái này đó, bây giờ mình bắn cái này đó, gỗ này là gỗ cứng nha anh em, gỗ cứng nha, chứ anh em đừng kêu dục dục ủ, anh em dục lụm ngay khúc gỗ mềm test không đã anh em, ok chưa. Đó. Nhầm ông này nói khúc gỗ thì đem dục được rồi, ông là ông cạp cái hết rồi, ông đứt không làm sao mà khúc gỗ, người ta gỗ này là gỗ bạch đằng hay là gỗ gì nè, nó rất là cứng nè, nó cái bạch đằng mà nó bự cái này thì nó cứng nữa nè. Còn ông nào mà nói cục gỗ này mềm lại cạp thứ coi đứt giùm tôi một cái đó. Rồi máy này là bao cho anh em sử dụng luôn, bảo hành cho anh em là máy pin sạc 3 tháng luôn nha. Bộ này là 900 đó, pin trong đây là pin Samsung 20R nha anh em, pin Samsung 20R đó, pin đóng mới nha, xài sạc adapter giúp em nha. Đó mình sẽ để vô dài sạc thôi. Đầu khí này là quyền thoại xài, thứ nhất là tua nó nhanh, thứ hai là nó bền ha, thứ hai là nó bền bao trâu luôn em ha. Dòng máy là dòng máy có thang, nó bị mất tem nha, nó bị mất tem đó. Còn cái này còn cái siêu của nó luôn nè, cái siêu của nó luôn nè, đúng không, còn nguyên siêu luôn, siêu bển nhập về luôn đó, sản xuất 2024 luôn anh em. Trời con này sản xuất 2024 hả, đây này có số điện thoại hotline được từ lưa tè lé chứ nè anh em, còn dính tem không dám lột ra anh em, cũng không vệ sinh luôn nha, máy chưa vệ sinh luôn nha, em không có vệ sinh nha. Còn cái chuyện mà người ta bán người ta vệ sinh thì em không biết nha anh em, em mua về là ở trên công nó xuống đó nè, rồi nhiều khi cái đó thì bên ấy là em không biết, nhưng mà máy là còn nguyên zin, em chưa tháo mở trơn á, với lại không có thời gian luôn nha đó. Rồi một bộ này 900 nha anh em, một máy một pin một sạc đó, cái này là một máy một pin, em tặng một sạc và em bao ship cho anh em luôn nha đó, bao chất bảo hành cho anh em 3 tháng sử dụng luôn. Máy em còn một đống, em còn chưa vệ sinh nữa nè đó, hôm kia mình tháo mở ha đó. Đó em chưa vệ sinh, em vệ sinh rồi, bây giờ anh em cũng hơi khó tính cho nên là phải vệ sinh rồi đóng pin này kia đó đầy đủ như vậy vậy đó anh em mới mua, tại vì anh em giờ công việc người ta nhiều cho nên là không có thời gian ta vệ sinh ta này kia nọ, thì cái người nào bán thì cho tranh thủ vệ sinh được thì tranh thủ. Ở đây còn đóng đó nè, anh em nào hôm qua em có live stream, anh em nào nói cái gì bán ký gì đó, anh em nào cần mua cứ ghé em nha, mua tầm 30 hay 50 gì đó rồi ghé em ha. Đó em cần ký cho. Rồi thì cái này là một bộ là 900 nha. Rồi cái này em cho qua luôn nha anh em. Đó. Bảo hành 3 tháng, máy pin sạc bảo hành 3 tháng, bao chấp cho anh em luôn. Ok chưa? Cho qua anh em, hôm nay bán xả xui anh em ha. Rồi, hôm nay em có 3 cái máy nha. Rồi cho qua một bên đi. Để chừng nữa ấy ha. Còn anh em nào không biết xài, mua máy em không biết xài thì alo cho em tư vấn thêm cho anh em nha. Bây giờ ở đây em có thêm một cái vít mini nè anh em. À đúng rồi, có cái vít mini nè nè ha. Vít mini. Đảo chiều anh em nào sửa pin làm pin sạc này, pin em đóng mới, trong đây có một viên hình như là VTC5 25G gì đó nè, trong đó có một viên em đóng mới nha đó, pin em đóng mới sạc có sạc luôn, sạc thì có một cục sạc đâu à, đợi xíu kiếm một sạc, có sạc luôn đi anh em, vậy khỏi ngáy ha.
Đây là mình để dặn dặn vít nhỏ nha nè. Rồi mình sẽ lấy cái vít nhỏ nhỏ để mình dặn cho cái này nha anh em ha. Đây em kiếm cái vít. Thì cái này là để dành cho anh em mở đồ lặt vặt linh tinh nha anh em, chứ anh em đòi mở bắn như bắn to là không được nha. Nó là xài đồ mở linh tinh, anh em sửa điện dặn đỡ mỗi tay nha. Nó anh em hoặc là sửa đồ nhựa đồ gì đó thì anh em lấy con này anh em sửa nha. Một bộ như vậy là 350.000 nha anh em. Đóng pin rồi luôn nha. Đó cái này là đây có một con vít nè anh em. Đó bắn vít cả đó đó anh em. Vít là vít 4 ly. Nó thí dụ như anh em cần tôi nhanh, cần mà đỡ mỗi tay mà dặn nhanh á thì anh em xài vít. Thật sự là này có đồ gài nha anh em, có đồ gài. Đó, ha, bán bộ 300 thôi nè, cho nhanh ha. Bộ 300, mấy pin sạc, pin đóng mới luôn nha. Nè, nó dặn cái vậy đó nè. Đó, mình sẽ dặn từ từ xuống ha. Đó, từ từ. Tính ra con này mạnh nha nè. Con này mạnh nha, dặn vít vô rồi nè. Đó, ha. Đó, anh em dặn vít tầm 2 phân. Nếu mà anh em dặn vô gỗ, tầm 2 phân đổ về nha. Dặn vô gỗ nha. Tại này là vít mini, em chưa sạc đầy pin nữa nha nè. Nên mình sẽ sạc đầy pin á. Tột luôn à, dặn tột luôn anh em, nó rất là mạnh nha. Rồi, em để em dặn cái con này thử ra không. Bây giờ mình chơi bắn to nên em, bắn to. Bắn to là quá lực của nó nha anh em, cái này là vít mini nha, nó chỉ bằng cùng tay thôi. Nó anh em nào đi làm điện rồi là rất là ok nha, bán 300.000. Cho một bộ nha anh em, một máy một pin một sạc, ở một máy một pin, ố lộn một pin, ố một máy một sạc nha anh em ha, 300 thôi. Bắn nhanh gọn lẹ, bắn ống vít 5 phân thử coi nó nổi không nha anh em. Đó. Đó, tính ra mạnh đó nè, tính ra con này mạnh đó, bắn gần lúc luôn kìa, đó, bắn lúc luôn kìa, ghê trời, mạnh bộ, đúng không, bắn vít cỡ này, nó là thuộc về dạng, nó là bắn những con vít cỡ này nè nè, 4 ly nè nè, 4 ly nha, đó, chứ không phải bắn con vít 5 ly vậy, nhưng mà bắn vít 5 ly này em test thử thôi, nhưng mà bắn nổi nha nè, bắn nổi nha, đó, bắn xay khúc gỗ luôn thấy không, dở đâu, nhỏ nhỏ có vỏ đó, đồ Nhật nó xài ghê lắm, đúng không. Oh. Ok chưa? Rồi cái này là quá lực của nó anh em. Cái này là quá lực của nó, vít bắn to này quá lực của nó, 5 ly lận. Nó bắn ốc gì từ 4 ly khoảng cỡ 5 4 đúng 5 phân bỏ được. Hoặc là anh em bắn con vít tắc kê á, mấy cái con mà bắn vô sắt á. Đó anh em bắn vô sắt 1 ly, 2 ly, ly rưỡi đồ bình thường nha anh em, con này bắn được. Còn bắn lớn nữa hơn bắn không nổi. Có nào nói đó cho anh em ha. Rồi, một bộ vậy là 300 nha anh em. Một máy, một pin, một sạc, pin em đóng rồi nha. Pin em đóng rồi, máy còn rất là ngon, còn bên trong còn rất là đẹp, máy em chưa có vệ sinh nhưng mà bên trong rất là đẹp, không cần phải vệ sinh nha. Thì ở ngoài anh tùy theo anh em phán xét ha. Ở ngoài là em không có vệ sinh, tại vì chỗ em nó hẹp cho nên là em không có rửa, rửa nó bắn sơn, bắn nước rồi qua nhà người ta em không có rửa được. Cho nên là bên trong nó còn ok, nhưng bên ngoài nó vậy đó nè, ngoài nó hơi dơ, nó thẳng nó hơi dơ. Thì anh em nếu mà anh em kỹ á, chỗ anh em rộng á thì anh em về tự vệ sinh giúp em nha. Em bớt 50 là coi như anh em vệ sinh đi. Có tiền vệ sinh đi, còn anh em thích thì vệ sinh, không thích thì thôi, để xài thôi anh em, không thiết không quan trọng nha. Rồi, cái này bộ 300 cho qua nha. Máy pin sạc luôn nha anh em. Pin đóng mới luôn nha, pin đóng mới luôn. Có đầu vít này luôn, đó thấy không? Đầu gài rất là ok ha. Rồi, bộ này cho qua nha anh em. Rồi bộ này cho qua luôn nha. Đó, để dặn ngọc vít này ra cái này. Đây, dặn cho anh em xem nè. Đó, thấy không? Dặn này là dặn nó về anh em dặn cái đồ mà linh tinh nhỏ nhỏ, vỏ pin hay là máy này kia nọ, tháo máy móc đồ đó cũng rất là ok nha anh em ha. Đó, thấy không? Cái này là em bán bộ 300, anh em đừng xin thêm vít thêm gì nữa nha anh em ha. 300 cộng phí ship giúp em, 300 cộng phí ship một bộ luôn nha anh em. Rồi cái này em cho qua nha. Cục pin The Watt nhận sạc after, nhận sạc gin luôn. Pin này cục 500, trong đây là có 10 viên Sanjo ha. 10 viên Sanjo, pin 4A. Cài cho dòng bắn vít, dòng phan của The Watt nha nè ha. Đây, vừa nhận sạc pin, vừa nhận sạc after luôn ha. Còn anh em nào muốn mua vỏ, mua pin, mua đồ lẻ lẻ thì anh em ở đây em cũng bán lẻ không à. Anh em cần mua gì cứ alo cho em nha. Đây. 500, bảo hành 3 tháng ha. Đó. Còn nếu mà anh em nói về thường hổm gài thì em cũng đóng pin bình khá là nhiều. Thì hôm nay có cái bình anh em ha, bình thì hôm qua em cũng có giới thiệu rồi. Trong đây mình sẽ để được 8 viên, mỗi viên dung lượng nó là 2.500, thì mình đóng 2 viên sẽ được là 5A, thành một cái bình là 5A, và dòng xả nó là 80A, thì anh em bao anh em đề các loại xe từ 300 phân khối đổ về anh em đề được hết ha. Còn nếu anh em đóng 12 viên á, trong đây nó có 8 viên nè, anh em đóng 12 viên thì bao anh em đề chiếc xe từ 800 phân khối tới 1.000 phân khối, bao đề luôn. Đó, thì mình sẽ xài mạch tốt hơn. Mạch thì em có hai dòng mạch nha anh em, một dòng mạch là 100A, 300A. Một dòng mạch là 300A. Đây, dòng mạch là 300A nè. Đây, nó để trên đây là 500A. Là mát công suất của nó nha nè.
nhưng mà em chỉ tính là 300A thôi nè. Đó, thấy không? Đây là 500A mắc của nó nè. Còn này mình 300A, nhưng mà 300A là nó dư đề anh em. Đó, anh em sẽ để vô vậy, anh em đóng thành một cái bình nha anh em. Đóng thành một cái bình vậy á. Thì em cứ tính lẻ lẻ nè, cái vỏ 60.000, pin thì mỗi viên 40.000, 8 viên thì 320.000, cộng vô cái mạch 100.000 ha. Đó. Thì 320 420, 420 là 408 một cái bình vậy nè, anh em về tự đóng nha. Đó, nếu anh em mua một combo vậy em sẽ tặng cho anh em là một mét kẽm. Một mét kẽm không biết đủ không anh em, một mét kẽm. Một mét kẽm, còn nếu anh em tặng cho anh em 2 mét kẽm không được anh em. Thôi, bây giờ em tính với anh em là 500 chẵn ha, 408 nè. Đó thì em sẽ lấy cho anh em thêm 2 mét kẽm để cho anh em về đóng cái này ha. Là coi như là anh em có kẽm đóng luôn. Chỉ cần anh em về tự đóng là được ha. Khỏi tốn tiền công 100.000 nha. Nó là vậy rồi. Ha, rồi cho qua luôn nha. Còn mạch này là mạch 600A thì đài xả tức thời nó là 600A nha anh em. Xả tức thời chứ không phải xả liên tục nha. Xả tất nhiên là anh em vừa đề lên cái mức nào đó là 600A đổ về thì nó cái mạch này đề được nha. Nó là vậy rồi. Thì cái này xả tức thời. Cái mạch là 600A nhưng anh em đóng pin dòng xả, thí dụ như cái dòng xả này á là nó 300A, thấy không? Nhưng mà pin anh em đóng chỉ có 80A thôi thì nó sẽ xả 80A nha anh em. Chứ anh em đòi mà kêu mà cái mạch xả 300A mà đóng cái cục pin xả 80A mà đòi xả cái đầu lúc mà xả lên rồi xả 300A lại nó luôn không có đó nha anh em ha. Ăn thua cái pin thôi nè, mạch thì nó dư rồi, mạch thì nó quá dư rồi. Cho nên mình khỏi phải bàn gì cái mạch đi. Nó pin thì 80A, nói chung cái bình anh em chỉ cần là cái đề xe của anh em tới phần trong vòng khoảng 30A là dư đề nè, dư đề xe. Đừng nói 80A, 90A gì mệt lắm. Nhưng mà cái dòng xả của pin đó, pin đó là nó báo là vậy cho mình ha. Đó, thì pin này là pin mới 100%. Chưa có đóng kẽm ha, chưa có dấu kẽm. Pin chưa sạc xả luôn. Đó. Nội trở nó là 5.5 nha anh em. Nội trở nó là 5.5. Giá xả rất là cao luôn, bao đỉnh luôn. Bao cho anh em đề xe luôn. Thì cái này á là cái kích thước này á là thường thường là để vô chiếc ẹt nè, chiếc ẹt 150. Hoặc là chiếc đam, chiếc rim thì anh em để được hết nha. Nó là vừa luôn. Còn những cái bình mà như là SH150i nó sẽ dài hơn chút xíu. Nhưng anh em để cái bình thì vẫn được nha. Đó, còn nếu mà anh em muốn bình lớn hơn xíu thì cũng như là mình mua cái IT5. IT5 là mình cái vỏ đó là IT5. Cái vỏ này IT4 nè. IT4 thì mình để được 8 viên. Mình lấy IT5 á mình sẽ để được 12 viên. Ha. Pin này là pin 26650 nha anh em. Pin 3.2V 26650, mỗi viên là 40.000 nha anh em. Mỗi viên lẻ giờ là 40.000 ha. Đó, em chỉ bán là 8 viên, 16 viên ha, hoặc là 12 viên nha anh em. Anh em đừng mua em 1 2 viên nha anh em, 1 2 viên nó lẻ pin. Đó, 1 2 viên nó lẻ pin chứ không làm gì hết. Đó, còn những cái pin li-ông khác thì anh em muốn mua nhiêu viên mua, 1 2 viên, 3 4 viên là cũng được thoải mái nha. Đó thì đơn giản là vậy thôi. Rồi, còn pin Makita thì ở đây em có loại pin Samsung 25R và pin Sanyo nha anh em. Đây là pin Samsung 25R. Samsung 25R, mỗi cục 530.000 nha. Bảo hành cho anh em là 3 tháng sử dụng, trong đây có 10 cell Samsung 25R. Dòng xả nó là 50A nha, dung lượng nó là 5A nè, dòng xả nó là 50A. Bảo hành là 3 tháng, giá 530.000. Đó, ok chưa anh em? Rồi, phần đó em cho qua luôn nha. Pin này em giới thiệu nhanh gọn lẹ tại vì em cũng giới thiệu nhiều lần rồi ha. Đó thì em cũng cung cấp hoài vậy đó nè, có pin em cứ cung cấp hoài đó. Còn cục pin này thì thôi khỏi phải nói rồi. Pin 4A, pin Sanyo thì nó có hai ba mẫu. Mẫu này thì nó đẹp hơn nè, nó có đèn bên hông nè. Đó, vỏ này là vỏ có cao su dưới đáy luôn nè, vỏ có cao su dưới đáy luôn nè, nó rất là êm ha. Nó và cái dòng sạc là sạc trên này. Chân pin là chân pin phổ thông thông dụng nha, để các loại máy hiện nay thì anh em có thể mua cục pin này, anh em có để các loại máy hiện nay nha. Đó, rồi đơn giản là vậy thôi. Một cục chỉ là 450.000. Còn nếu cái máy của anh em nó thấy cái chân mà nó khác lạ hơn của người ta thì anh em cứ chụp hình gửi Zalo giúp em nha, để em báo với anh em là chân loại nào nha anh em ha. Rồi, cục pin này 450.000, bảo hành 3 tháng em cho qua luôn nha anh em ha. Đó, rồi thì để em giới thiệu sơn mớ đồ cho em kết thúc video đây nha anh em ha. Thì hôm nay chủ yếu là bán con khoan 3 chức năng để mà xả xui đó anh em. Rồi, thì hôm nay em có số máy gì đó nè, máy thì em để chân gì đó. Anh em nào cần cái món nào thì anh em cứ alo cho em ha. Nó quạt trên trong là quạt không than nha anh em. Giá là 500k một cây nha anh em. 500k một cây, còn 1 cây 2 cây thanh lý cho rồi anh em ha. Thường thường là bán 550 nha anh em ha. Hôm nay bán 500k đó. Thì hôm nay em giảm cho nên cho nó ấy thôi nè, cho nó hên lại những cái thời gian mà ăn sau thôi nha. Rồi, thì đây
có một số đồ nha anh em ha. Đó thì anh em nào mà muốn test con phan ba chức năng này nè, nãy nghe em nói chuyện, chắc anh em nghĩ bắn dít tắt không nổi ha. Đó, anh em nào mà muốn test ba Zalo em test cho anh em xem, hoặc là anh em cần mua trước khi mua em gửi cái video test dít tắt cho anh em xem ha. Đó, bắn dít tắt thì anh em để tôi chậm lại, kéo về vậy nè. Và anh em kéo về là nhớ cho vô số đàng hoàng nha, chứ để mình nó tụt số nha anh em ha. Rồi thì hôm nay em có một số đồ gì thôi chứ thiệt tới anh em, mong anh em thương ủng hộ ha. Anh em có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại góc trái màn hình giúp em nha. Em xin chân thành cảm ơn em rất nhiều nha. Anh em thương em cho em xem một like, lượt đăng ký nha anh em ha. Rồi chào anh em, hẹn anh em lại video tiếp theo nha.